Ok, hello tất cả các bạn nha. Thì chúng ta chiến tiếp tục con game ARK của mình nha các bạn. Tập này là tập thứ 3 trong cài á. Cố gắng làm thêm một tập nữa cho các bạn xem. Thì hy vọng là các bạn yêu thích series ARK của mình đó. Các bạn nhớ kéo xuống ủng hộ mình bằng cách là cho mình một like với một lượt đăng ký nha các bạn. Để mình có động lực làm nhiều nhiều tập cho các bạn xem nha. Thì tập trước là mình tập trung đi farm mấy cái lông chim nữa. Khá là cực các bạn. Nhưng mà nó xù quần á, mệt thật sự. Thì mình phát hiện ra là bên cái khu sa mạc có một cái con Apex Pioneer level 300 á. Mình đang chế cái kit bò Apex nè, để qua bên kia bắt nó thử, test đam thử cho các bạn xem ha. Đó, kit bò Apex. Rồi. Kit bò Apex như vậy là mình có tổng cộng 42 kit bò Apex nha các bạn. Còn để bắt cái con Demonic á thì chúng ta phải chế ít nhất là tầm khoảng chừng 25 cái kiếp bồ đi mua nít đó các bạn mới bắt được. Thì hiện tại bây giờ là mình còn thiếu cái lông chim điện thôi. Để mình rảo một vòng coi nếu mà gặp lông chim điện thì mình farm luôn á. Mệt thật sự mấy ông ơi, giờ này là thấm lắm rồi đó. Thấm vãi chưởng luôn. Cố gắng làm thêm một tập nữa cho các bạn xem. Thường á thì mấy cái con phượng hoàng lửa mà Apex Pioneer đó các bạn, mấy con đó đam cao lắm luôn á. Nhưng mà hồi nãy bên cái gì nè, map sa mạc á, mình thấy cái con Pioneer đó level có 300 mà nó quánh có 2k. Nó quánh cái lượng đam có 2000 là khá là thấp. Để mình tem thử rồi, giờ chúng ta tăng đam thử á, coi nó được bao nhiêu á. Chứ lúc trước mà nếu mà mấy cái con Apex Pioneer đó là quánh một lần là mấy triệu á. Mấy triệu đam nha mọi người. Hàng đó là hàng xịn đó. Bay qua đây thử. Đây 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 đây. Bay một phát cái ngay luôn nè. Đó các bạn thấy chưa? Level có 300 thôi. Phục nó cái nó cũng chết luôn. Rồi lạc rồi. Level có 300 thôi nhé các bạn. Con này ba trăm thì mình cảm giác cũng không mạnh lắm, nhưng mà chỉ số của nó chỉ có 44 rồi, chỉ số đam của nó có 44 à. Nhưng mà mấy con này mình cảm giác nó khá là hiếm á. Thì con này mà cỡ chừng 500-600 mà nó khác phải nồi lắm. Rồi chắc là mình cũng sẽ tem thử luôn nha bạn, tem thử để test thử cho các bạn xem. Hai mươi mốt vừa đủ luôn. Chỉ số có 44 mà cảm giác không phê gì hết. Đâu à, đâu à, bay đâu à. Ôi, server nó delay. Đáp xuống ông ơi. Rồi thu nó vô đi bạn, lát test. Đó, lát chúng ta về nhà test sau đi. Tại mình muốn rảo thử một vòng nữa coi còn con gì nó xịn xịn hơn nó không ha.
nữa. À, con đắc, con đắc. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Ngon ngay, ngon ngay các bạn ơi. Đó, lông chim điện. Ui. Ôi à, à, à. Không ổn công mình kéo mà gán trụ tới tập thứ ba này nha các bạn. Ây da, ngon rồi. Ui đây có con đắc nữa nè. Ui ngon ngay. Lao thôi chứ. Ai đừng. Bốn ba mày hơn chó luôn ai. Trời đất ơi là trời, mình sợ mấy con này phóng xuống nó giết chết. Mình đã tiêu diệt vòng vòng hết rồi bạn. Nó lòng nào lại là mất mấy trăm cái lông chim vàng của người ta. Có mày đây nè. Mày nè, tao gặp đâu tao đổ xác rồi. Cày rồi. Khó lắm mới tìm thấy được mấy con đất các bạn. Mấy con hệ đất là hệ bóng tối á. Quánh nó có được cái lông chim vàng. Nó lông nào lại cạp thằng nhỏ. Abed Riffin nữa này. Uầy, khu bên đây mình có cảm giác là nó nhiều thú cũng xịn xịn nữa các bạn. Helder Fionnit. Trời tối tối gì dễ đi kiếm thú á. Giết mấy con đó mình bây giờ mình cảm giác mình rất là ghét mấy con đó mà. À đây rồi. Đấy, ngon ngay chứ mà. Tôi không tin còn ông nào có thể làm phiền tôi được các bạn. Wow, ba loại lọc luôn nha. Ba loại lông luôn nha các bạn. Ngon rồi. Như vậy là mỗi mốt muốn kiếm con đất thì mình qua bên đây ha.
mấy con hệ đất thì mình qua bên đây. Palette cũng qua bên đây luôn. Thôi chết về các bạn ơi, nhiêu đây là đủ rồi. Giờ này là mình hết sợ bị kiểu mà bị đứng máy luôn rồi, đứng thì nghỉ chơi khô máu luôn đó. Đem về, đem lòng về, có thể là chế tạo kiếp bồ được rồi đấy nhé các bạn. Nhưng mà thường bắt cái con Tony á thì chúng ta cần tới 25 kiếp bồ lận. Mình sẽ đợi cho nó đủ đi rồi chúng ta hả chế kiếp bồ một lượt một ha. Nếu thôi chế trước cái gì nữa sợ nó bị hết hạn á. Trời 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 trời, đừng nói gớt thiệt nhá. Trời ơi, cái gì đấy? Xem nào, phi thờ đúng không? À, cái bò demonic đó, giờ chúng ta chế được 10 cái bò các bạn. Rồi 20 kiếp bò là chỉ còn thiếu có trứng pha led thôi nhá. Trứng pha led thì mình nghĩ là ngày mai là chúng ta sẽ được rồi đó. Bò ngon lành. À, cái bò tạm thời để ở nhà hết đấy ha. Giờ mình chỉ muốn đi test thú trước thôi. À,
những con nào không quan trọng thì sẽ thu lại hết. Để mình test thử con này nha bạn. Đó, hồi đó mấy cái con Abed này là đam khủng dữ dằn luôn. Làm 21.000. Ui. Ui. 200 mấy nha các bạn. Trời, nói chứ nó cũng đâu có yếu đâu đúng không? Mình nghĩ là nếu mà sau này mà mình bắt được cái con mà cấp độ 500 mấy trở lên và con Abed á, Abed Phượng Hoàng Lửa này cũng xịn đấy. Không đùa đâu. Ý là level mình bắt mới có 300 nữa đó. À, chúng ta đưa giáp đưa vô đi ha, cho nó đỡ chết tào lao. Đều tạm đi ha. Quá lắc. Thank you.
này mỗi lần bay khó khăn thực sự. Lắm nha các bạn thấy vậy thôi chứ mạnh lắm đó. Bây giờ có điều cái con này của mình ít máu á. Ở đây quánh với mấy con rồng này cũng hơi ngán. Giờ này các bạn tập trung các bạn xem đi nhé bạn, giờ này mình lần hết nổi rồi mình nói thiệt á. Và cái con này nếu mà sau này mình kiếm được cái cấp độ mà nó mạnh xíu á, mình nghĩ là con vàng lửa mình nó sẽ rất là mạnh luôn. Ý là cấp độ mình bắt có 300 thôi mà nó đã mạnh kinh khủng nha. Mạnh chịu gì nổi. Chịu hai đúng không? Chắc cái một chết luôn. Đó, thấy không? Có con Inferno đa gông luôn các bạn ơi, được quá được rồi. Ơi chạy 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 cũng may các bạn đã thấy có cái một cái cú mình được thôi, tai biến rồi.
Ai, mình thích con rồng này quá các bạn ơi. Già quá. Bắt được cái con rồng nó thôi mà nó cực. Cho nó tỉnh lại để mình bắt lại nha các bạn, nó không bị đục level. À, mình bắt được thêm con này nữa ngon luôn, nhưng mà con này hình như là bị tuột level rồi. Sáu trăm bảy tám à, như vậy là tổng đam của cái con xung quanh lửa nó tầm 1,2 triệu các bạn. Ôi 1,8 triệu, tại vì nó tới 600 mấy lần. Thuận bài cho mấy người khác. Ok hết rồi các bạn ơi, chắc là mình ốp các bạn ơi. Tự nhiên thu thấm quá trời thấm rồi. Mình nghĩ ngày mai sẽ là một ngày rất là hay các bạn. Tại vì mình có đủ đồ rồi. Mạnh nè. Mai các bạn nhớ đón xem video mới của mình nha. Thôi dừng lại kịp thôi sắp mặt.
bài về ốp, bài về cắt đồ, mai chơi tiếp mà tại vì mình thấm quá. Xịn không, tầm này xịn không, bắt được thêm con rồng mà chưa kịp thời gian để test nữa. Rồi có con phượng hoàng này, phượng hoàng cấp độ 300 thôi, nhưng mà mình nghĩ nếu mà có bắt cấp độ 600 là nó khác á, bao mạnh luôn. Mai chúng ta chiến tiếp nha, mai có kiếp bồ demonic rồi, mình sẽ tung hoành bá chủ thế giới. Series tự lực cánh sinh, mình thấy là cảm giác chơi nó hay các bạn, hay cuốn bánh cuốn quá rồi. À, có cái dòng bảo vệ thú, mình nghĩ chắc cô thú mình chắc cô không có chết đâu, mình sẽ bỏ nó ngoài cũng được. Họ làm mấy con nhỏ nhỏ này mình sẽ bỏ trong, bỏ vô trong quả cầu á, còn con bự này để ngoài. Ok, quá trời nhiều đồ đã quá. Ok thôi, bye bye tất cả các bạn nha, mai chúng ta chiến tiếp. Nếu thích series video mình nhớ like, subscribe kênh giúp mình cho bạn, tự nhiên mình thấm quá nè. Úi luôn á. Cắt ra hết đi. Nó chặt quá nồi. Cắt vô hết đây bạn, hết nha, bye bye tất cả bạn nha, mai chúng ta chiến tiếp. Thôi mình cắt hết vô đây nè, đó nên mai mình có bị chết cũng không có sao cả. Đó, hú mình để bên đây cũng an toàn. Super chuột quá, mình đi quá. Mai chúng ta chiến tiếp nha, bye bye tất cả bạn.